Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Giờ Kết Sổ ngày 22 tháng 2 trên kênh truyền hình FBNC. Đến với chương trình của chúng ta hôm nay là anh Trần Trương Mạnh Hiếu, chuyên viên phân tích đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Thưa anh, như anh cũng thấy thì hôm nay là một phiên tăng khá ấn tượng của VN Index nếu so với những cái phiên gần đây. Tôi tin là những người mà theo dõi thị trường sát sao như anh chắc chắn là sẽ có những thông tin thú vị hơn nữa, đúng không ạ? Đúng như chị đã nói thì mở cửa phiên hôm nay thì lực cầu cổ phiếu gia tăng khá nhiều ở những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm dầu khí hay là những cổ phiếu có những cái thông tin khá là đặc biệt giúp VN Index tăng khá ấn tượng 1.2% trong phiên hôm nay và đóng cửa tại ngưỡng 560 điểm. Thì theo đó VN Index đã phá đi ngưỡng kháng cự quan trọng là 550 cho đến 560 điểm. Thì điều này cho thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào một cái xu hướng tăng điểm. Thì bên cạnh đó thì sàn Hà Nội cũng có những cái diễn biến khá tương tự khi cổ phiếu của sàn này đã tăng 0.59% và đóng cửa tại ngưỡng 78.2, kèm theo thanh khoản của cả hai sàn được duy trì ổn định trên trung bình 10 và 20 phiên. Vâng, rõ ràng là tôi cũng thấy là thanh khoản của thị trường ngày hôm nay có tiến bộ so với ngày hôm cuối tuần vừa rồi. Và cuối tuần vừa rồi thì cũng có cải thiện so với những phiên trước đó nữa. Như vậy thì chỉ riêng cái dấu hiệu về thanh khoản có đủ để cho chúng ta nói rằng là thị trường đã có xu hướng tăng chưa? Việc thanh khoản gia tăng thì sẽ là một trong những cái xác nhận quan trọng về cái xu hướng phục hồi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần nhận thấy rằng là không chỉ thanh khoản tăng mà những nhóm cổ phiếu của những ngành khác nhau cũng có mức tăng khá là tốt. Ví dụ như là cổ phiếu của ngành dầu khí hay là một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khác giống như Vinamilk đã tăng 1.000 đồng trong phiên hôm nay. Cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng giống như Vietcombank hay là BIDV cũng có mức tăng khá khi mà BIDV tăng đến 0.7. Một số cổ phiếu lớn thuộc ngành bảo hiểm giống như BVH hay là BIC, đặc biệt là BIC đã tăng trần. Thì cổ phiếu Masan cũng là một số trong số những cổ phiếu lớn cũng có mức tăng là 3.500 đồng. Thì chính những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn này đã giúp cho thị trường tăng khá mạnh, kèm theo là khối lượng của toàn thị trường gia tăng. Đây chính là hai trong số những cái tín hiệu quan trọng cho thấy rằng thị trường đang thực sự có những cái sự tăng trưởng bền vững. Vâng, trở lại với cái yếu tố tác động lên thị trường mà chúng ta thường nói tới gần đây, đó là sự tăng giảm của giá dầu thô thế giới. Thì như anh cũng thấy hôm cuối tuần rồi đó, giá dầu thô thế giới đã có phiên giảm đến 3,3%. Cùng với đó là thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ lên mức kỷ lục. Đây rõ ràng là những thông tin không vui đối với những cái ngành công nghiệp có liên quan đến dầu thô. Vậy thì anh thấy là cổ phiếu dầu khí trên sàn hôm nay có phản ứng hoàn toàn là tiêu cực theo thông tin này không? Cổ phiếu dầu khí hoặc là cổ phiếu ngành năng lượng thế giới đã có cái sự phản ứng khá là tiêu cực khi mà giá dầu điều chỉnh hai phiên trở lại đây, đặc biệt là phiên thứ 6 vừa rồi khi mà giá cổ phiếu dầu thô của Mỹ hay là giá dầu Brent đã giảm đến 3.7%. Tuy khi mà trước khi mở cửa thì nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam cũng cho rằng nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ có sự điều chỉnh. Tuy nhiên trái ngược với lại cái kỳ vọng của họ thì nhóm cổ phiếu dầu khí đã tăng ngay từ những phút mở cửa đầu tiên và là một trong số những nhóm ngành chính là trụ đỡ giúp cho VN Index có hoạt động và thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng. Như vậy là ngoài cổ phiếu ngành dầu khí thì anh có thấy là dòng tiền đang chảy mạnh vào một số nhóm cổ phiếu nào đó được không? Theo như mà tôi quan sát thấy được rằng thì nhóm dòng tiền đang có xu hướng tập trung chủ yếu vào một số nhóm nhỏ. Thì ngoài ngành dầu khí ra thì dòng tiền họ đang có xu hướng bắt đầu quay lại nhóm cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán khi nhóm này đã ở giá hấp dẫn và có nhiều thông tin được hỗ trợ, đặc biệt là khi mà có thông tin là Daiwa Security đã quyết định nâng cái tỷ lệ sở hữu của họ ở chứng khoán SSI lên, thì chính cái thông tin này đã kích hoạt cái dòng tiền vào cổ phiếu ngành chứng khoán một cách mạnh mẽ hơn. Thì chính cái động lực khi mà cái dòng tiền gia tăng đã làm cho cổ phiếu của HCM tăng trần và SSI cũng có mức tăng khá khi tăng đến 5.2%. Như vậy là cổ phiếu ngành chứng khoán thì chúng ta thấy sáng hôm nay đã có bước tăng khá là ấn tượng so với mặt bằng chung của toàn thị trường. Tuy nhiên tôi thấy có một cái thông tin không biết là nó có liên quan hay không, đó là dự thảo sửa đổi của thông tư 36 sẽ hạn chế vốn chảy vào khu vực bất động sản. Và chúng ta cũng hiểu là khi hạn chế vốn chảy vào khu vực này thì cổ phiếu bất động sản khó mà khởi sắc được. Như vậy thì phải chăng dòng tiền đang tìm kiếm những cái nhóm ngành khác có cái tiềm năng hơn, ví dụ như là nhóm ngành chứng khoán, và nó ngẫu nhiên chảy vào nhóm ngành chứng khoán là vì áp lực từ bất động sản chứ không phải vì cái sức hấp dẫn của ngành chứng khoán?
Quan điểm cá nhân của tôi cho rằng đây chỉ là một trong số những thông tin hỗ trợ giúp cho nhóm chứng khoán đi lên trong thời điểm hiện tại. Khi mà chính phủ quyết định là thắt tín dụng vào nhóm ngành bất động sản thì dòng tiền này sẽ có cái xu hướng chuyển dịch sang những kênh đầu tư khác ngoài bất động sản ra, thì sẽ chảy vào chứng khoán hoặc là vàng. Thì như chúng ta đã biết thì trong thời gian qua vàng đã sụt giảm khá mạnh, thì một hoặc là hai tháng trở lại đây thì vàng mới bật tăng, thì đây cũng là một kênh cạnh tranh trực tiếp với lại kênh chứng khoán trong việc thu hút dòng tiền. Thì quan điểm của tôi cho rằng cái thông tư này chỉ là một trong số những cái thông tin hỗ trợ giúp cho ngành chứng khoán bật tăng trong phiên hôm nay, và trong dài hạn thì nó mới phát huy được cái tác dụng của mình để giúp cho nhóm ngành chứng khoán tiếp tục đi lên. Vâng, tôi hiểu ý anh về quan điểm đối với cổ phiếu của ngành chứng khoán. Và cũng với một số cổ phiếu đáng chú ý trong phiên hôm nay, như chúng tôi có nhìn thấy đó là cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai và của công ty có mối liên quan, đó là cổ phiếu HNG của công ty cổ phần quốc tế nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai. Thì chúng tôi thấy hai cổ phiếu này gần như là tăng rất mạnh trong phiên ngày hôm nay. Không biết là đây là sự ngẫu nhiên hay nó có mối liên quan nào đó hay không? Ở đây chúng ta phải xét đến mối liên quan chủ yếu giữa hai công ty này. Thứ nhất là HNG có thể xem như là một công ty con của Hoàng Anh Gia Lai. Thì thời gian trước đây Hoàng Anh Gia Lai cũng như HNG có cái sự suy giảm khá mạnh. Tuy nhiên tôi cho rằng cái sự suy giảm trong thời gian trước đây của hai cổ phiếu này nhiều bị ảnh hưởng bởi tâm lý của nhà đầu tư nhiều hơn là thực chất cái việc kinh doanh của những doanh nghiệp đó thực sự là suy yếu. Thì trong kết thúc báo cáo năm 2015 thì có những thông tin cho rằng cái kết quả kinh doanh cũng như lợi nhuận của HNG sẽ thực sự là được khởi sắc và được cải thiện một cách đáng kể, và sẽ có những cái báo cáo về kết quả kinh doanh 2015 sẽ được chính thức công bố. Thì lúc đó thì chúng ta mới nhận thấy được rằng là thực sự những cái cổ phiếu này không, nó đang được định giá thấp. Thì nhiều nhà đầu tư thông minh họ đã nhận thấy được cái vấn đề này, và có vẻ như cái dòng tiền thông minh đang có xu hướng là đón đầu những cái thông tin này và tập trung chủ yếu vào hai cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai và HNG để có thể tìm kiếm một cái mức lợi nhuận cao hơn trong tương lai. Như vậy là trong lúc này thị trường chứng khoán chúng ta có không ít khu vực đầu tư tiềm năng, trong đó có Hoàng Anh Gia Lai và HNG. Về một cái khía cạnh khác mà các nhà đầu tư trên thị trường cũng rất quan tâm, đó là cái diễn biến của nhà đầu tư nước ngoài. Như anh cũng thấy thì nhà đầu tư nước ngoài trong mấy phiên gần đây bất ngờ giao dịch trở lại với khối lượng rất lớn. Có những phiên mua ròng hoặc là những phiên mua bán cân bằng, nhưng nhìn chung là giao dịch của họ bắt đầu chiếm tỷ trọng lớn dần trong tổng giao dịch toàn thị trường. Theo anh thì cái hiện tượng này xuất phát từ đâu? Quan điểm cá nhân của tôi cho rằng việc khối ngoại họ gia tăng bán ròng nhiều khả năng là do áp lực từ việc rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên cá nhân của tôi thì về chung và dài hạn thì cái xu hướng này sẽ còn tiếp tục, nhưng mà về mặt ngắn hạn thì có vẻ như cái xu hướng bán ròng của nhóm nhà đầu tư nước ngoài họ đang giảm bớt và có vẻ cân bằng hơn. Vâng, chúng tôi đã hiểu cũng là điểm của anh và các cái khuyến nghị về nhà đầu tư nước ngoài. Vâng, chúng ta vừa đến với một số thông tin đáng chú ý qua phần trao đổi với anh Trần Trương Mạnh Hiếu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Sau ít phút giải lao, chúng ta sẽ trở lại với phần 2 của bản tin giờ kết sổ 22 tháng 2 trên kênh truyền hình FBNC với một số thông tin đáng chú ý về thị trường chứng khoán trong nước và thế giới.